xin chào tất cả cô chú anh chị em đã đến với kênh Quậy Đồ Cũ ha. Đó, hôm nay em lại tiếp tục lên clip nữa nè em ơi. Đó, hôm nay lại gạnh gỏi em soạn được mới đơn hàng lên clip cho cô chú anh chị em mình chế cháo nè. Đó, trước mặt em lại có khá là nhiều chép nè em. Đó, khá là nhiều chép nha. Có cặp chép đơm này rất là đẹp nè em. Đó, rồi mấy cái tụ nè em. Đó, khá là nhiều tụ ha. Rồi bo mạch của lo uy tín rồi nè em. Đó, chép càng ha. Nè, rồi con bát này, bát của thằng nào không biết nữa em cũng rất là xịn sò, lo chung. Đó, cặp lo Sony xịn sò của Made in Japan đàng hoàng anh em. Đó, ok chưa? Đó, cặp bát 20, bát 25. Đó, lo kẹo kéo, cục giữa của ông Panasonic. Đó, mấy cái cục giữa của Sony và Toshiba anh em. Đó, vỏ thùng của thằng Kenworth. Đây có một cái thùng của ông lo Sony anh em. Đó, ok chưa? Rất là ok ha. Rồi đây lại là cặp vỏ thùng của ông Sony. Rồi không nói dài dòng nữa, em sẽ dựng máy và báo giá từng đơn cho cô chú của anh chị em mình chốt đơn cái cháu ha. Trước khi vào video quá thì em xin chúc cho tất cả cô chú và anh chị em mình trên mọi miền Tổ quốc một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong mọi công việc ha. Đó, clip em lên hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2024 nha anh em. Đó. Hôm nay là cảnh gọi lại là tiếp tục lên đơn đó nghe anh em. Đó, lên đơn cho anh em mình chế cháu. Còn khi nào mà hơi bận á anh em là cách ngày lên ngày nha anh em. Đó, hôm ngày thì hơi rảnh nên soạn được mớ đơn hàng lên đơn cho anh em mình chế cháo nữa. Đó, đây không nói dài dòng nữa, em lại lên mã đầu tiên nha anh em. Đó, mã đầu tiên của clip này em lại lên mấy con tụ nè anh em. Đó. Mấy con tụ nè. Đó, để 63 won 10.000 US nha anh em. Đó. Cái vỉ này thì là 4 con tụ nha anh em. Đó, 4 con tụ có gà le luôn ha. Đó, còn cái vỉ này thì là nó có 2 con tụ nha anh em. Đó, có 2 con tụ ha. Tụ này thì là 50 won và 5600 US nha anh em. Đó, có gà le luôn, dĩ mạch luôn. Rồi riêng cái này có một cái gà le cho anh em mình luôn. Đó, thì bán hết cái này cho anh em mình về chế cháo làm gì làm ha. Rồi em sẽ lên mã đầu tiên. Ủa, em sẽ lên cái mã này nói tiếp với mã vừa rồi luôn nha anh em. Đó, mã vừa rồi là mã 97. Em sẽ lên nói tiếp mã vừa rồi luôn. Mã này là mã 98 nha anh em. Đó, 98, em sẽ để hết này cho anh em có giá là 100k thôi nha. Đó, 100k thôi ha. Rồi cho anh em mình về chế cháo làm gì làm nha anh em. Rồi mã 98 100k nó đi qua rồi lên mã tiếp theo nha anh em. Đây mã tiếp theo của em là lên mấy cái này nè anh em. Đó, mấy cái mạch công suất nè nha anh em. Công suất của mấy con súp nha anh em. Mấy con súp của con Sumat rồi đó anh em. Đó, gã ra nghe, đây còn nguồn điện nè. Đó, còn mạch nè, tụ nè. Đó, ok cho anh em. Đó, miếng nhôm nè ha. Rất là ok ha. Còn cái này nguồn điện riêng nè nha anh em. Cũng còn khá là ok, khá là liền lạc ha. Đây có miếng nhôm nữa nè. Đó. Rồi thì bán hết cái này cho anh em mình về chế cháo làm gì làm nha anh em. Đó, anh em lấy nguồn hay là lấy linh kiện với anh em. Đó, chế cháo làm gì làm lên giá yêu thương cho anh em mình ha. Rồi, mã này là mã 99 nha anh em. Đó, mã 99 nè. Lên hết cái này cho anh em có giá là 100k thôi nha anh em. Đó, rồi, mã 99 100k đó đi qua mình lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên hai cặp chép này nè anh em. Đó, cặp chép này thì của ông Bana nha anh em. Đó, của ông Bana nè. Bên trong thì còn khá là ok nha anh em. Đó, còn rất ư là ok ha. Rồi, tiếp tục tới con này nha. Con này á, thì cũng là của con GWC nha. Hàng xịn sò GWC. Nó 8 ôm đó nha anh em. Nè, bên trong. Đó, tình trạng thì nó cái viền này nó hơi nhâm 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 nha anh em. Đó, cái mũi thì lúng nhẹ luôn. Cái viền á, thì nó hơi nhâm nhâm. Nhưng mà còn rất là ok ha anh em ha. Rồi, đo đường kính cho anh em mình hình dung cái con này nè. Đó, con này á, thì là 5 phân nha anh em. Đó, tâm hai lỗ ốc của nó thì là 7,5. Đó, còn con này. Con này thì có 4,5 anh em. Đó, tâm hai lỗ ốc của nó thì là 7. Củ từ thì từ đôi nè, ok chưa? Đó, từ thì bé xinh xinh thôi, từ có 3 anh em. Đó, con này thì từ 4. Rồi, ok, test nhạc ha. Đó, test nhạc cho anh em mình nghe coi nó hát hò như thế nào nghe anh em. Đây, em sẽ đi qua tủ nha. Đó, ok cho anh em, nó hát như vậy có ok chưa? Đó, anh em mình nghe anh em. Đây, tiếp tục tới con này. Hay giá không ăn. Không ăn ta ơi, đây nè. Đó, nó hát rất là tốt anh em ha. Đây, tiếp tục tới con của thằng GVC. Đó, cái viền nó thì nhâm nhâm nhưng mà nó hát còn rất tốt nha anh em. Đó, rất là tốt luôn.
Đó, rồi bán hết cái này cho anh em mình. Con này thì anh em mình về khắc phục hay là để vậy luôn cũng được, em thấy còn rất là ok nè anh em. Đó, hoặc anh em mình khắc phục cái màng này cũng được nè, nó bị nứt nhẹ nè anh em. Đó, ok chưa? Hai con thì nó như nhau, còn con này thì nó còn rất ư là ok. Đó, rồi em sẽ lên hai mã này ha, hai cặp này ha. Đó, lên hai cặp này cho anh em mình về chế làm gì làm nè. Con này thì 8 ôm 10 watt nha anh em. Rồi, mã này là mã 100 nha anh em. Đó, mã 100. Em sẽ lấy hai cặp này cho anh em với giá là 120k thôi nha anh em. Rồi, mã 100, 120k đó đi qua mình lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em lại lên cặp chép này nè anh em. Đó, ok chưa? Cặp chép này còn rất là ok, rất là đẹp nha. Đó. Cái mặt nè anh em, thấy còn sáng ngời chưa? Đó nè. Phía sau thì nó vậy anh em. Đó, phía sau thì người ta chế cái chép nó như vậy nè anh em, nhưng mà nó còn rất là ok, hát rất là tốt ha. Đó, bán cho anh em mình về có có lấy mặt này hay là có chế cháo gì làm anh em, cái mặt còn rất là đẹp, rất ok. Rồi đường kính con này thì là 10 phân. Đó. Ok, em sẽ test nhạc ha. Đây, test nhạc coi nó hát hò như thế nào. Đó. Hát rất là tốt nha anh em, tiếng rất là sáng luôn đó. Cái này ở ngoài thì nghe rất là ok luôn, nhưng mà vô video chắc là nghe phịch phịch lắm ta. Nè. Rồi quá là ok nha anh em. Đó, nó hát rất là tốt ha. Rồi, lên cái mã này cho anh em mình tậu con này về chế chế chép nè anh em. Đó, gáp vô cái thùng của mình còn dang dở cũng rất là ok anh em. Đó, em thấy nó hát rất là tốt nha. Rồi mã này là mã 101 nha, 101 em sẽ để cặp này cho anh em với giá là 100k thôi nha anh em. Đó, giá nó rất ưng liệu thương, mặt mày thì rất là đẹp ha. Rồi mã 101 100k đó đi qua mình lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em lại lên cặp chép anh em. Đó, cặp chép đơm rất là ok nè, rất là đẹp nha anh em. Đó, con này thì nói chung là đẹp lắm nha anh em. Nè, đẹp như mới luôn á ta. Ok chưa anh em? Đó. Rất là ok ha. Rồi, đo đường kính cho anh em mình. Đó, con này thì là 10 10 hơn xíu nha anh em. Đó, 10 hơn xíu à. Rồi, Củ từ thì là 7 phân. Đó, ok. Rồi test nhạc cho anh em mình nghe coi nó hát hò như thế nào nha anh em. Đó, đi qua tủ nha. Đó, nó hát như vậy có ok cho anh em. Đó, anh em mình nghe cảm nhận nghe anh em. Đây, tiếp tục tới con này. Đó, quá là ok luôn ha. Cặp chép này rất là đẹp, đẹp keng nghe anh em. Đó, mà lại hát tốt nữa. Rồi em sẽ lên mã này ha. Lên mã này thôi. Rồi mã này là mã 102 nha anh em. Đó, 102. Em sẽ để cặp này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Đó, nó rất là đẹp nha anh em. Đó, đợt khởm em cũng có bán mấy cặp chép này hoài, nhưng mà nó hơi xấu nha anh em. Đó, nó hơi xấu thì em bán giá hơi nớ đi chút. Còn cái này nó còn rất là đẹp nha anh em. Đó, mặt mày thì còn rất là đẹp. Cool, không phải cool, từ còn là sáng ngời nha anh em. Đó, rồi mã 102, 150k đó đi qua để lên mã tiếp theo đó nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em là lên cặp loa của con sáp nè anh em. Đó. Nè, đó là chiếc sáp nha anh em. Đó, ok chưa anh em? Đó, nó để như vậy đó nha, 4 ôm 5 watt hay gì đó. Nè, cool. Đó, cool thì nó như vậy nha anh em. Đó, bụi bặm nha anh em. Bụi bặm anh em mình vậy vệ sinh lại nha anh em. Đó, hôm nay nói sao lẹo lử như ta. Đó, còn rất ưng là ok ha. Nè, cái viền của nó thì nó hơi bị lúng nhẹ là do cái tình trạng người ta hay úp lại gì nè anh em. Đó, cái viền của nó thì hơi lúng nhẹ rồi ha. Nè, nhưng mà còn rất là ok. Đó, mũi viền đồ cũng còn rất là ok ha. Nè, con này cũng ok lắm anh em. Nè, cool. Đó, cool thì như vậy ha. Còn dưới thì để sáp nè, con này thì gõ hơn. Đó, 4 ôm 5 watt gì nè anh em. Rồi ok chưa? Đó, em sẽ đo đường kính ha. Đo đường kính con này. Con này thì 8 phân ha anh em. Đó, tam hai lỗ ốc của nó thì là 10. Củ từ thì là 6 phân. Rồi ok, test nhạc anh em. Đó, test nhạc coi nó hát như thế nào anh em. Đây qua tủ nha.
Rồi nó hát rất là ok ha. Đó. Anh em mình nên tậu con này về cháy chép nha anh em. Nó hát rất là ok. Rồi, hết nhạc luôn. Hết nhạc em cho qua luôn nha anh em. Đó, em sẽ lên mã này. Đó, lên mã này cho anh em mình tậu con này về cháy chép nè, nó hát rất là tốt ha. Rồi, mã này là mã 103 nha anh em. Đó, 103. Sẽ để cặp này cho anh em với giá là 100k thôi nha anh em. Đó, giá nó rất là yêu thương ha. Rồi, mã 100k đó đi qua lên mã tiếp theo đó nha anh em. Mã tiếp theo của em lại là cặp lo này nè anh em. Đó, cặp lo này không giống nhau nha. Đó, mua trong một cái cặp thùng nhưng mà gã ra là nó lại lai anh em. Đó, lai thì bán giá yêu thương cho anh em mình về chế cháo làm gì làm ha. Hoặc anh em mình có thiếu một con thì tậu hai con này về mình thay thế của con của mình nha anh em. Nè. Đó, cho anh em mình xem từng con nha anh em. Đó, cuôn thì như vậy. Đó, mặt mày thì như vậy nha anh em. Đó, bụi bặm anh em mình về vệ sinh ha. Còn con này thì từ đôi nha anh em. Đó, từ đôi cuôn thì như vậy. Đó, còn mặt thì nó như vậy. Đó. Thì bán cho anh em mình về chế cháo làm gì làm ha. Đó, đo đường kính. Hai con thì nó giống nhau, em đo một con thôi nha anh em. Con này thì là 13. Tâm hai lóc thì là 15. Củ từ. Củ từ thì 7 phân. Đó, con này thì từ đôi. Từ đôi thì từ nhỏ thì 6 phân. Từ lớn thì 6.5 anh em ơi. Đó, rồi ok chưa? Rồi em sẽ test nhạc ha. Đó, test nhạc coi nó hát như thế nào nha anh em. Đi qua tủ rồi. Đó, nó hát quá là dữ ha. Đây, tiếp tục tới con này. Đó. Đó, nó hát tốt cho anh em. Hát rất là tốt ha. Thì anh em mình nhìn là biết con này rất là xịn nha anh em. Đó, tuy nó không có đóng từ đóng số nhưng mà anh em mình nhìn nè. Đó là biết con này là xịn rồi ha. Rồi ok, em sẽ lên hai con này cho anh em mình có chế cháo làm gì làm nha anh em. Đó, lên mã này ha. Mã này là mã 104 nha anh em. Đó, 104. Đó, lên hai con này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Hay giá ghi nó xấu làm sao. Rồi, 104, 150k đó đi qua lên mã tiếp theo đó nha anh em. Đây. Nè, xích vô. Đó, mã tiếp theo các em lại lên cặp chung này nha anh em. Đó. Lại lên cặp chung. Nè, của từ thì nó rất là đẹp nha anh em. Đó, của từ nó chiếu chiếu luôn, rất là đẹp ha. Nè, bên trong. Đó, đẹp chưa anh em? Rất là ok ha. Nè, con này cũng vậy. Con này thì từ nó hơi mất nhẹ xíu nè. Đó. Xung quanh nè. Đó, rất là ok ha. Đó, con này thì mũi lo nó hơi lúng nhẹ. Rồi còn nhiêu thì còn rất là ok, rất là đẹp ha, chỉ có mũi lò nó lúng nhẹ thôi, không sao nghe anh em. Đó, đo đường kính con này thì 13 nghe anh em. Đó, 13, củ từ thì là 7 phân. Rồi ok, em sẽ test nhạc nghe anh em. Đó, test nhạc coi nó hát như thế nào ha. Rồi em sẽ đi qua tủ nè. Hết nhạc nè, lên nhạc mới nè. Đó, nó hát rất là tốt nha anh em. Đó, nó hát cũng là khá là ok đó anh em. Đây, tiếp tục. Rồi ok cho anh em. Đó, nó hát rất là ok ha. Rồi, em sẽ lên mã này. Đó, mã này cho anh em mình tẩu này về gáp vô cặp chung, gáp vô cái cặp thùng mình còn gian dở thiếu cặp chung nè anh em. Đó, mã này là mã 105 ha. 105 em sẽ để cặp này cho anh em với giá là 150k thôi nha anh em. Đó, mã 105, 150k đã đi qua rồi, lên mã tiếp theo đó nha anh em. Đó, mã tiếp theo. Đây, em đã lên cặp chép càng đó anh em. Đó. Đây, em sẽ cao lên xíu. Đó, cặp chép càng nha anh em. Đó, clip trước thì em cũng có bán cặp rồi. Đó, hôm nay tậu được cặp nữa thì lên cho anh em mình. Đó, khá nhiều anh em càng chép càng anh em. Đó, của từ thì nó lên móc gì đâu nè anh em. Đó, ok chưa? Chỗ này thì nó cái lỗ ốc chỗ này thì nó hơi mẻ xíu. Đó. Cuôn trong nè. Đó, ok cho anh em. Con này. Ô, con này có cái tên gì luôn anh em. Đó. Có cái tên gì luôn, anh nào anh Thiện nào đó anh em. Đó, anh đóng dấu là hàng của ảnh luôn anh em. Đây, bên trong thì như vậy nha anh em. Đó, ok chưa?
bụi bặm nha anh em, mình về vệ sinh nha anh em. Rồi ok, em sẽ đo đường kính con này đó, củ từ thì là 8 nha anh em đó. Rồi đo chiều sâu của nó đi, chiều sâu của nó là 20. Rồi đo chiều này đi, chiều này chiều ngang của nó thì là 127. Rồi chiều đứng của nó thì là 11. Rồi test nhạc nha anh em, đó test nhạc thôi, test nhạc coi nó hát như thế nào nha anh em. Đây em sẽ đi qua tụ nha. Đó, nó hát rất là tốt nha anh em. Đó, hát rất ư là tốt ha. Đây, tiếp tục tới con này. Rồi, không ăn luôn. Ây da, xức con tụ ra ngoài luôn. Xức con tụ ra ngoài luôn nha anh em. Đây. Quá lớn, giờ em cho nhỏ video xíu nè. Để vô cái video nó lập phật phật phật, thấy ghê lắm anh em. Đây. Đó. Hết nhạc. Đó, ok cho anh em. Rất là ok ha. Để em test cái con này, cái tiếng nhạc nó hơi nhỏ xíu cho anh em nghe nè. Đó, thì thật ra là nó hát rất là tốt nha anh em. Đó, bên ngoài thì mình nhận lớn nghe rất là ok, nhưng mà vô video thì nó làm rất là phịch phịch phịch, nghe nó hơi kỳ nha anh em. Đó, chứ thật sự mấy con này hát rất là ok ha. Rồi em sẽ lên mã này. Đó, mã này là mã 106 ha. Đó, 106. Em sẽ lên cặp chép càng này như thường lại là với giá là 200k nha anh em. Rồi, mã 106, 200k đã đi qua, mình lại lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên cặp lo này nè anh em. Đó, cặp lo này cũng còn khá là ổn áp nha anh em. Đó, nhưng mà bụi bặm nè anh em. Đó, anh em thấy bụi bặm chưa? Đó, anh em phải về vệ sinh lên nghe anh em. Đó, củ từ thì khá là to nghe anh em. Đó, lên móc luôn ha. Nè, bên trong thì nó gì nè anh em. Đó, cái viền của nó thì ngay mấy cái lỗ ốc nè anh em. Đó, ngay mấy cái lỗ ốc thì nó bị nứt nhẹ ha. Đó, cặp lo này giống lo Phương Anh của ta. Không biết phải không nghe anh em. Đó, anh em mình nhìn biết nha. Nè, cuôn thì nó như vậy nghe anh em. Đó, bụi bặm khá là bụi bặm ha. Đó, anh em mình về vệ sinh nữa là cặp lo này rất là đẹp. Nè, bên trong thì vậy, con này cũng vậy, mấy cái chỗ mà bắt ốc đó anh em. Đó, cái viền của nó nứt nhẹ 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 hết trơn nghe anh em. Rồi, đo đường kính cho anh em mình. Đó. Đo đường kính, con này thì là 16 năm nghe anh em. Đó, củ từ. Củ từ là 10 phân. Rồi, ok, em sẽ test nhạc ha. Đó, test nhạc coi nó hát như thế nào nghe anh em. Đây. Đi thẳng nha. Ok cho anh em. Đó, rất là ok ha. Đây tiếp tục tới con này. Cặp lo này khá là nặng nha anh em. Nè, mấy cái viền cái chỗ này nè nó nứt nè anh em. Nên nó hơi bị tè tè ha. Nè, chịu lợn thì nó không có. Đó. Mấy cái chỗ nứt này nè nó hơi bị tè tè anh em, mình mua về khắc phục cái răng nha anh em. Đó. Thì tất cả thì nó còn rất là ok, chỉ có bụi bặm với cái răng nó bị nứt nhẹ đó ha. Anh em mình mua về khắc phục nha. Lên giá yêu thương cho anh em mình về khắc phục cái viền nè. Rồi sẽ lên mã này ha. Đó, mã này là mã 107 nha anh em. Đó, 107 sẽ để cặp lo này cho anh em với giá là 200k thôi nha anh em. Đó, cho anh em mình về khắc phục cái viền nha anh em. Rồi, mã 107, 200k. Đó, đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em là lên cặp bát 20 nè anh em. Đó, củ từ vàng khè luôn. Đó, ok chưa, củ từ rất là đẹp ha. Nè, khung cũng đẹp nữa. Rồi cuôn cũng đẹp luôn nha anh em. Đó. Rồi mặt cũng đẹp luôn nha anh em. Đó, nói chung con này đẹp nha anh em. Đây, tiếp tục tới con này. Đó, cuôn như vậy có ok chưa anh em? Đó, cái khung thì rất đẹp, cái từ cũng đẹp, dày lắm nha anh em, từ dày nha. Nè, đó, hai con thì rất là ok ha, giống nhau nha anh em. Rồi, sẽ đo đường kính ha. Con này thì là 21 nha anh em. Đó, 21 là bát 20 đó nha anh em. Đây, củ từ. Củ từ thì 10 phân. Rồi, ok, em sẽ test nhạc nha anh em. Đây, test nhạc thôi. Rồi ok cho anh em. Đó, rất là ok ha. Này tiếp tục tới con này.
Ok ha. Rồi em sẽ lên cái cặp này cho anh em mình tẩu cái con này về gáp vô mấy cặp thùng mình chưa có bát nha anh em. Đó, hát rất là ok. Rồi mã này. Mã này là mã 108 nha anh em. Đó, 108. Em sẽ lên cặp bát 20 này cho anh em với giá là 200k nha anh em. Rồi, mã 108, 200k. Đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo nữa nha anh em. Đây. Đó, mã tiếp theo của em là lên cặp bát 25 nè anh em. Đó. Cặp bát 25, cặp này nó không giống nhau nghe anh em. Đó. Con này thì nó để cái gì nè anh em, nó đóng cái gì nè. Đó, còn cái từ thì nó dán gì. Đó, còn cuôn thì nó như vậy. Đó, ok cho anh em. Còn mặt thì nó như vậy nghe anh em. Đó, mũi thì hơi lúng nhẹ luôn ha. Đó, còn cái con này thì của con Ken Test nghe anh em. Đó, con này thì của con Ken Test ha. Đó, tình trạng thì con mối đang bị lủng lỗ nhẹ đây nè anh em. Đó, cái mũi thì rất là đẹp, rất ok ha. Đó, cuôn thì cũng rất là ok. Nè, con mối nang nó đóng nè anh em. Đó. Nó đóng như cái viền như vậy nè nghe anh em. Đó, của từ thiền vậy. Rồi ok, thì bán cho anh em mình về chế cháo làm gì làm ha. Hoặc anh em nào có thiếu một con thì nên tậu cái này về nha anh em. Rồi con này thì là bát 25 năm nha anh em. Đó, 25 năm. Củ từ thì là 12 năm luôn em. Đó, củ từ 12 năm luôn ha. Rồi, con này thì cũng là 25 năm luôn. Đó. Củ từ con này thì nhỏ hơn, củ từ con này có 10 anh em. Đó, rồi ok chưa? Em sẽ test nhạc ha. Đó, test nhạc coi nó hát như thế nào nha anh em. Đây, test con này trước. Rồi ok cho anh em. Đó, nó hát rất là yêu thương và vui vương nghe anh em. Đây, tiếp tục tới con này. Đó. Rồi, hai con hát khá là tốt nha anh em. Đó, nhưng mà hai con nó không giống nhau nghe anh em. Đó. Thì bán cho anh em mình chế cháo làm gì làm, hoặc anh em mình thiếu một con thì nên tậu về nghe anh em. Rồi, em sẽ làm mã này ha. Mã này là mã 109. Đó, 109. Sẽ để cặp bát này cho anh em có giá là 200k thôi nghe anh em. Rồi, mã 109, 200k đã đi qua, mình lên mã tiếp theo đó nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em là lên cặp bát Sony nè anh em. Đó, cặp bát Sony xịn sò ha, nó để chữ da băng gì nè anh em. Đó, ok chưa? Đây, cool. Cool như vậy có ok chưa anh em? Đó, sạch sẽ đẹp đẽ nha anh em. Đó, khung thì cũng đẹp luôn em, từ thì từ đôi nè, mặt mày anh em. Đó, mặt cũng rất là đẹp, rất là ok ha. Đó, mũi cũng đẹp luôn em. Rồi tiếp tục tới con này anh em. Đó, cuôn như vậy có ok chưa anh em? Đó, rất là đẹp ha, sạch sẽ. Đó, từ thì gì, để chữ Sony da băng gì nè anh em. Đó, ok chưa? Rồi con này thì rất ok ha. Đó, chỉ cái viền này nó hơi bị xét nhẹ thôi anh em. Đó, nhưng mà không có sao đâu nghe anh em. Đó, mặt mày thì cũng rất là đẹp nha anh em. Đó, không cọ đâu, rất là đẹp ha. Rồi đo đường kính cho anh em mình nè. Đó, con này thì là 20 đến 5 nha anh em. Đó, 20 đến 5 ha. Của từ thì từ đôi, 5.5 nha anh em. Đó, 5.5, của từ thì 5.5. Rồi, test nhạc thôi. Đó, test nhạc coi nó hát như thế nào nha anh em. Ok cho anh em, nó hát rất ư là ok ha. Đó. Đây tiếp tục. Đó, nó hát rất ư là ok nghe anh em. Đó, nó hát nghe yêu thương và vui vương nghe anh em. Rồi. Em sẽ lên mã này. Đó, lên mã này cho anh em mình tẩu cái cặp lo xịn sò này về để nghe nè anh em. Đó, rất là ok ha. Rồi, mã này là mã 110 nha anh em. Đó, 110, em sẽ để cặp bass Sony da băng này cho anh em có giá là 400k nha anh em. Đó, rồi, mã 110, 400k đã đi qua, mình lên mã tiếp theo đó nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên cái cục giữa nè anh em. Đó, cục giữa này của Toshiba nha anh em. Đó, tình trạng thì còn rất là ok ha. Nút ná thì còn đầy đủ, chỗ này mắc hình nút nè anh em. Đó,
còn mặt mày thì còn sáng sủa nha em. Đó, mấy cái nút này thì còn nhận được luôn. Tình trạng cái con này á thì còn rất là ok nha em. Đó, ten thì còn cho anh em mình luôn. Nè, quay nè. Đó, nhưng cái nắp pin nó sao nó mất tiêu nè em. Đó, mất tiêu cái nắp pin nha. Nè, công suất hay model gì nè anh em. Đó, ok chưa anh em? Đó, còn rất là ok ha. Thì nói chung cái con này á, em có thử rồi anh em. Đó, thử rồi ha, nó lên nguồn nha anh em. Đó, lên nguồn và nó đài nó có hát được 1-2 đài đó anh em. Đó, rồi. Nhưng mà lên clip em có thử đâu, để tránh mất thời gian của anh em mình ha. Thì con này cái nguồn nó còn đó nha anh em. Rồi đó, đường kính cho anh em mình nè. Con này thì là chiều dài nó 20. Ủa lộn, chiều dài nó 26 nha anh em. Đó, chiều sâu của nó thì là 12 năm. Rồi chiều đứng của nó thì là 18 năm. Đó, ok cho anh em. Rồi em sẽ lên giá nha anh em. Đó, lên giá cái con này cho anh em mình về lấy linh kiện làm gì làm nha anh em. Đó, tình trạng đó thì điện thì xài 220. Đó, em ghim nguồn rồi, nó có nguồn nha anh em. Đó, và chỉnh đài hát được 1-2 đài gì đó nha anh em. Rồi, em sẽ lên mã này ha. Đó, mã này là mã 111 nè. Đó, em sẽ để cục giữa của con Toshiba này cho anh em với giá là 120k nha anh em. Rồi, mã 111, 120k đã đi qua, mình lên mã tiếp theo đó nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên lo kẹo kéo nè anh em. Đó, con lo kẹo kéo này còn khắc là rất là ok nha anh em. Đó, nút ná thì còn đầy đủ. Đó, còn khá là ok ha. Có chỗ này cái màn hình này nó bị mắc cái gì ta? Không biết phải không nữa anh em ơi. Đó, nè nó gì nha anh em. Đó, ok cho anh em. Nè, con chép và một con bát. Đó, ok. Điện thì điện là nó để là 9V nè anh em. Đó, DC 9V ha. Thì tình trạng em bán thì có cái con này không anh em. Đó, không có dây nguồn nha. Dây nguồn của em nó thì gớm lắm anh em. Nè, nó nói từ lưa tài đe hết ha. Đó, thì bán cái con này không à ha. Nè, nó để gồm mít gì nè, gồm âu ít gì nè, từ lưa tài đe nha anh em. Đó, khá là nhiều nút ha. Đó, con bát còn rất là đẹp, con chép cũng còn rất là đẹp. Nói chung con này còn đẹp nha anh em. Đó, cái quai thì nó bị hở nhẹ gì luôn. Đó, ok chưa? Anten thì còn luôn em. Đó, ok chưa? Rất là ok ha. Nè, nó có cái nó có cái dây luôn nè anh em. Đó, đây, để em nhích lại. Đó, nè, nó có cái dây nè. Đó, có cái dây để mình quải luôn đó anh em. Đó, công suất hay model gì nè anh em. Đó, ok chưa? Rất là ok ha. Còn này cái gì nữa nè. Đó, thì nói chung tình trạng cái con này còn khá là ok, khá là đẹp nha anh em. Đó, rồi quay lại mặt trước, bắt nguồn lên coi nó có nguồn có gì không nha anh em. Đây, đó, lên đèn nha anh em, nghe cái phịch đó. Rồi ok, đó, nó để chữ Bluetooth gì luôn nè anh em. Đó, rồi giờ kết nối nha. Rồi, mất tiêu nữa rồi. Đó, đó, lên lại nè anh em. Ok, từ từ. Đó, đó, ok cho anh em. Nói chung cái con này á, thì nó còn hoạt động ok đó anh em. Đó, nhưng mà bắt lớn là nó bị ngắt nha anh em. Nè, cái nút này thì gột gạt nha. Đó, đó, gột gạt nha anh em. Đó, ok chưa? Ok ha. Thì nói chung cái nút này nó gột gạt nha anh em. Đó, rồi, nó hát một hồi là nó bị ngắt vậy nè anh em. Đó, rồi bán giá cho anh em mình về khắc phục nha. Nó bán, nó hát một hồi là nó bị ngắt Bluetooth vậy nè anh em. Đó, nè nó bị ngắt vậy đó. Nè bắt lại cái đó nè. Rồi nó bị rồi lúc ăn lúc không luôn em. Đó thì tình trạng nó vậy đó nghe anh em. Nè từ từ. Đây nó lên nguồn lại không? Đó, thì nó phịch phịch vậy đó nghe anh em. Đó nó lên nguồn lại nè. Đó, thì tình trạng là nó như vậy đó nghe anh em. Đó, nè, nó lại có Bluetooth nè anh em. Đó, ok, rồi. Bán giá cho anh em mình về khắc phục luôn nghe anh em. Rồi, em sẽ làm mã này ha. Mã này là 112. Đó, em sẽ để cái con này cho anh em với giá là 200k thôi anh em ơi. Đó, cho anh em mình về khắc phục lại cái lỗi đó nghe anh em. Đó, bá chép thì còn hát ok. Rồi, không nói. Rồi, mã 112 đã đi qua, lại lên mã tiếp theo đó nghe anh em. Tiếp theo của em lại lên một cái con cục giữa nè anh em. Đó, cục giữa của Panasonic nha anh em. Đó, ok cho anh em. Đó, mặt mày thì còn rất là ok ha. Cái nút quay lim ở đây thì mắc nút rồi nghe anh em. Mắc một nút rồi ha. Rồi quay xung quanh cho anh em mình xem nè. Đó, bên trên thì cũng còn sạch sẽ ok.
Đó, cái này băng đĩa gì nữa nè. Rồi ok cho anh em. Đó, quay phía sau cho anh em mình xem nè. Đó, ok chưa? Đây, công suất cái model gì nè anh em. Đó, con này thì điện 100V nha anh em. Rồi ok, cái này thì jack 3.5. Đó, em kết nối vô trong cái Bluetooth này nè anh em. Đó, rồi kết nối cái lo luôn. Rồi giờ em sẽ ghim điện thử coi nó có nguồn không nha anh em. Đây, ghim vô. Đó, điện thì điện 110 nha anh em. Điện 100V. Đó. Nhưng mà em xài 110 nha anh em. Nè, màn hình nó lên nha. Đó, ok chưa? Rồi, chỉnh ở đâu ta? Đó. Hello. Nè, nút power ở đây nha anh em. Đó, hello. Rồi nó để chữ FM vậy nè. Rồi bắt đầu mình chỉnh coi. Đó, AUX nè. Đó. Ấm lớn lên. Đó, rồi em cho cái điện thoại lớn xíu nè. Đó, ok cho anh em. Đó, nhỏ nè. Đó, lớn nè. Rồi, ok nha. Rất là ok. Rồi nó chỉnh ở đâu nữa nè em. Đó, em không có biết đâu, nó khá là nhiều nút nè. Nó có cái đĩa nhỏ nữa nè nha. Đó, nó khá là nhiều nút nha. Không biết đường chỉnh đâu, thử điện thoại cho anh em. Mình hát đó ok đó anh em. Đó, bắt lại cái đó nè. Đó. Rồi. Đó, nó hát ok nha anh em. Đó, cái tình trạng thì cái volume này nó mắc nè. Rồi, em sẽ lên mã này ha. Đó, mã này là mã 113. Em sẽ lên cục giữa của Panasonic này cho anh em có giá là 250k nha anh em. Rồi, mã 113, 250k đó đi qua nữa lên mã tiếp theo đó nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em là lên cặp vỏ thùng của Kenworth nè nha anh em. Đó, cặp vỏ thùng của Kenworth còn rất ok. Đó, ơi căng thì bị nhâm nhâm nha anh em. Đó, chỗ này thì nó hơi gách, người ta vá lên nè anh em. Đó, nhưng mà còn rất là ok ha. Nè, đã chữ Kenworth đàng hoàng. Đó, ok cho anh em. Con thùng này còn rất là chắc nha anh em. Đó, ây da. Còn rất là ok nha. Đây, xích lại. Đó, phía sau nè anh em. Đó, phía sau thì nó để nhầy nha anh em. Đó, Kenworth gì nè. Rồi 50W gì nè anh em. Đó, đây. Đó, như vậy nha anh em. Đó, con này thì còn rất là đẹp, rất là ok. Ở bên trong này thì còn cái con... còn cái con chép luôn anh em. Đó. Con này thì nó còn con chép luôn. Rồi nó hơi cứng anh em ơi, khó gỡ quá. Đây 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 đây. Đó, gỡ cho anh em mình xem nè. Đó, đây. Đó, tình trạng bên trong thì nó như vậy nha anh em. Đó, rất là ok nha. Đây con bát nè. Đó, con chép thì nó bắt vô căng nè anh em. Đó. Để chữ Kenworth đàng hoàng nha, ok cho anh em. Đó, cái căng thì đóng chữ Kenworth luôn em. Đó, rất là ok ha. Rồi, bây giờ mình tạm thời để này xuống đo cái con bát cho anh em mình xem nè. Đó, coi anh em mình có con bát nhiều gác nhiều vừa ha. Đó, con bát này thì là tầm khoảng là 13 năm quá anh em. Đó, ra tới đây là 13 năm hoặc 13 đó anh em. Đó, lọt lòng nhiêu ta? Lọt lòng thì 12 đó nha anh em. Còn con bát thì nó thường thường nó ra gì? Thì nó là chắc 14 quá. Đó, ok nha anh em. Đó, bên trong thì dắt nhợ thì còn chừa cho anh em mình luôn nè. Đó, ok chưa? Có con tụ trong luôn, trong thì rất là sạch sẽ. Đó, con chép thì còn rất là ok. Rồi, gáp vô con kia thì nó cũng như vậy nha anh em. Đó, tình trạng thì nó hơi nó hơi khó gỡ, em gỡ một con thôi nha anh em. Đó, con kia thì cũng gan con này à. Đó, ok chưa? Rồi, đo đường kính cái thùng nè. Đó, đường kính cái thùng chiều ngang của nó thì là 19, chiều sâu của nó thì là 22. Đó, chiều đứng của nó thì là 38 nha anh em. Đó, rồi ok, quay lại sau lưng test cái con chép cho anh em mình nghe coi nó còn hoạt động không nha anh em. Đó. Test cái con chép coi nó có hát hò gì không. Đó. Rồi hết nhạc luôn em ơi. Đó, hết nhạc luôn. Nó rất là ok ha. Con chép nó hát rất là tốt. Rồi tiếp tục tới con này. Đây. Con này thì nó còn hoàn thiện hơn anh em, nó còn cái cây căng nó còn ok hơn. Rồi đó, nó hát rất là tốt ha. Con chép thì còn hoạt động rất là ok. Rồi, em sẽ lên mã này. Đó, mã này là mã 114 anh em. Đó, 114, em sẽ lên cặp vỏ thùng của con Kenworth này cho anh em mình. Có con chép trong luôn nha anh em. Đó, lên giá nhiêu vậy ta?
Thường thường cái vỏ thùng này thì em bán là 150k đó anh em. Đó, con chép nếu mình gả ra ngoài nữa thì là 100k nữa là 250k anh em. Đó, rồi bây giờ là ok luôn. Đó, bán giá yêu thương cho anh em mình luôn, bán gộp hai cái này cho anh em mình với giá là 200k thôi anh em ơi. Đó, giá nó rất là yêu thương anh em. Rồi mã 114 200k đó đi qua nữa là mã tiếp theo đó anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên một cái con thùng lo này anh em. Ây da, nặng. Đó, thùng lo của con Sony nha anh em. Đó. Cái bát thì bát vuông nha anh em. Đó, đây một chép và một bát. Đó, còn rất là ok. Nè, tem nè anh em. Đó, ok chưa? Con này khá là tốt nha anh em. Đó, nhưng mà có một con một ha. Nè. Đó, ok chưa? Đây, chỗ này thì nó bị chốc cái da xíu không sao nha anh em. Đó, về anh em mình khắc phục dán keo lại là rất là ok. Nè, phía sau nè nha anh em. Đó, phía sau thì nó như vậy. Đó. Thông số hay model gì đó anh em. Đó, anh em mình đọc nha. Ok chưa? Nè. Cái giác chạm lo thôi cũng uy tín rồi anh em. Đó, rồi ok. Thì có một con một nha anh em. Đó, phải một cặp là rất là ok ha. Đó, có một con nhưng mà tình trạng thì nó rất là đẹp nha anh em. Đó, bát thì bát vuông, một chép và một bát thôi nha anh em. Rồi, em sẽ đo đường kính. Đường kính con này. Đó, con này chiều ấy. Con này chiều ngang của nó 26. Đó, chiều sâu của nó thì là 19. Rồi, chiều đứng của nó thì là 45. Đó. Con bát của nó thì là 16 quá ta. 17, 16 17 vậy đó anh em. Đó, con chép thì chắc 5 phân 6 phân vậy đó anh em ơi. Rồi ok chưa? Đó, con này thì còn rất là ok thì bán cho anh em mình về lấy bát, lấy thùng vậy đó anh em, hoặc là để có một con nữa rồi mình tậu con này nữa thành hai con anh em. Đó, con này thì còn rất là ok, tình trạng thì rất là ok. Đó. Hoặc anh em mình lấy bát, lấy phân tầng vậy đó anh em. Rồi, quay lại em sẽ test nhạc nha. Đó. Test nhạc coi nó hát như thế nào nghe em. Rồi, tình trạng thì nó vậy đó nghe em. Đó. Ây da, ngốt ra. Tình trạng thì con chép nó không có nghe cái tiếng chép nghe em. Đó, chỉ nghe có tiếng bát thôi. Đó, thì bán cho anh em mình về khắc phục hay là lấy cái vỏ hay là lấy cái bát hay là lấy phân tầng gì đó anh em. Đó. Con này thì còn rất là ok, cái thùng thì rất là đẹp. Rồi em sẽ lên mã này ha. Mã này là mã 115 nha anh em. Đó, 115 em sẽ để cái con này cho anh em với giá là 250k nha anh em. Rồi, mã 115 250k đó đi qua nữa lên mã tiếp theo đó nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên cặp vỏ thùng của Sony nè anh em. Đó, cặp vỏ thùng của Sony nha, không có ai căng nha anh em. Đó, nó để như vậy nha anh em. Đó, con này thì ba đường tiếng, một bát, một chung và một chép nha anh em. Đây, lộn. Nè, một bát nè, một chung và một chép nha anh em. Đó, cái miệng thì nói mà cái hình thì quay ở đâu á nha anh em. Rồi, con này cũng vậy, tình trạng bên trong thì còn rất là ok. Này, còn miếng tiêu âm nữa nè. Đó, còn rất là ok nha anh em. Đó. Đó, con này thì nó hơi bụi bặm, hơi dơ xíu. Đó, anh em mình về vệ sinh nha anh em. Rồi, quay xung quanh cho anh em mình xem. Đó, thì bụi bặm lắm nha anh em. Đó, anh em mình về vệ sinh ha. Rồi, đây, quay xung quanh cho anh em mình xem. Nè, phía sau nè anh em. Đó, rất là bụi nha. Đó, màu đen hết thấy luôn. Nè, con bên đây. Đó, con bên đây thì hơi sáng hơn nè anh em. Đó, tình trạng cái con này thì nó bị rì rì nha anh em. Nè, nó bị rì rì như vậy nè anh em. Đó, ta dán lại nha. Thì em bán giá yêu thương cho anh em mình về khắc phục luôn nghe anh em. Nè, nó bị rì rì gì nè nghe. Đó, ta dán rồi nè. Đó, nhưng mà còn rất là ok. Đó, nè. Đó, nó bị rì rì gì đó nghe anh em. Con này thì còn khá tốt, còn con này thì nó hơi bị rì rì. Đó, thì bán giá yêu thương cho anh em mình về khắc phục nghe anh em. Đó, khắc phục mấy cái lỗi này nghe anh em. Đó, nó bị hở nè. Nói chung thì cái này nó để lâu quá thì nó vậy đó anh em. Đó, anh em mình về vệ sinh nè. Đó. Nó còn rất là ok ha. Bên trong thì còn sạch sẽ. Rồi, đo đường kính. Đo đường kính cho anh em mình. Đó, con này thì là chiều ngang nó 19 nè. Chiều sâu của nó thì là 24. Đó. Rồi chiều đứng của nó. Chiều đứng của nó thì là 52 nha anh em, 52 525 gì đó. Rồi con bát của nó. Con bát của nó thì đo theo cái mức của hồi xưa của người ta anh em thì nó là 25 nha anh em. Đó, còn lọt lòng thì nó là 18 nha. Rồi ok chưa? Rồi con chung. Con chung thì gì nè anh em. Đó. 13 nha anh em. Đó, con chép thì là 9 phân. Đó, rồi ok chưa? Tình trạng thì nó như vậy nha anh em. Nãy giờ thì em báo cho anh em đó, nó tình trạng nó vậy. Anh em mình mua về phải khắc phục lại ha. Nó bị ghè ghè phía sau một con đó nha anh em. Rồi em sẽ lên mã này ha.
Mã này là mã 116. Đó, em sẽ để cặp vỏ thùng của con Sony cho anh em có giá là 150k thôi nha anh em. Đó, cho anh em mình về khắc phục rồi ha. Rồi, 116 cũng là mã cuối cùng luôn anh em. Đó, thì tất cả sản phẩm ưu tiên cho anh em mình chuyển khoản ha. Đó, anh em mình chuyển khoản mà em không bao ship luôn anh em. Đó, chuyển khoản đủ mà không bao ship luôn ha. Đó, thì mấy ngày nay thì em rảnh thì em lên mỗi ngày nha anh em. Đó, khi nào bận thì cách ngày lên ngày ha. Rồi, không nói dài dòng nữa. Em xin kết thúc video tại đây. Anh em đã thấy hay thì cho em một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.